Đúng nè, cái này ông hầm vàng nè. Cô nói sao, mộ ông hầm vàng hả? Dạ đúng rồi, đây à. Nghĩa nhìn Nghĩa có thấy nó hơi rợn người không? Đúng rồi. Tại vì cả bốn bức tượng nằm ở xung quanh của ngôi mộ thì đều không có đầu hết. Và đây là điêu khắc cô gái đúng không? Người phụ nữ. Đúng rồi. Cô gái này lộ ra cái bộ ngực và cũng bị mất cái đầu luôn. Ở bên đây là có... Chắc đây là chắc vị, các vị cao ha. Vậy là không chỉ có những cô gái không đầu mà ngay cả các vị này cũng bị đập mất ba cái đầu luôn. Rồi, có một cái con gì kìa nhân? Con tê giác. Đây hình như là con sư tử thì phải. Còn phải không? Mọc lên hết rồi. Đây thì lại có con bò. Dạ xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì hôm nay Nhân đồng hành cùng với bạn Nghĩa, chủ của kênh Cuộc Sống View. Hôm nay thì hai anh em mình có ghé qua Bến Tre. Và khi đi ngang qua địa phương này thì có nghe chia sẻ rằng nơi này có một câu chuyện về một phần mộ cực kỳ đặc biệt. Những bà con nơi này có cho Nhân với lại Nghĩa biết, đó là phần mộ này có thể là không tìm thấy ở đâu khác, bởi vì có một lối kiến trúc cực kỳ đặc biệt luôn, của một vị quan chức ngày xưa. Cho nên là mấy anh em ghé đây để tìm hiểu. Và khi đến đây thì được cô Sáu đang đi phía sau nè, đã chỉ đường vào trong này để viếng phần mộ cổ này. Cho nên mấy anh em đang đi. Và mấy ngày hôm nay thì không khí nó cũng rất là nóng nực, nhưng mà khi mà mình vào bên trong vườn cây này mình thấy mát mẻ quá, rất là bình yên luôn. Chia sẻ một chút khung cảnh cho quý cô chú anh chị biết ha. Bây giờ thì đợi cô Sáu ra tới, mình sẽ viếng cái phần mộ kia. Vậy cho con hỏi thì phần đất ở đây là hiện tại là của mình hả cô Sáu? Của mình không? Dạ. Từ bên đó qua đi tuốt qua bên kia. Theo như con thấy thì ở đây có những phần mộ sau này. Vậy là cái này chắc cũng của... Của nhà. Của nhà ha? À, đúng rồi. Dạ. Còn cái mộ cổ thì nằm ở phía nào hả cô? Ở đây, đây qua bển. Dạ. Vậy chắc mấy cô cháu mình đi luôn ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Nói xui tôi nói không phải nói, cũng có khách, cái có hoài vừa nạo, rồi giật cái vậy cái nó tợt, nó té xuống cái ngày vậy cái giờ cái nó hở cái bánh chè. Cho nên giờ cô đi hơi khó khăn. Trời ơi. Đây là phần mộ đặc biệt đúng không cô? Đây nè, đúng nè, cái này ông hầm vàng nè. Cô nói sao, mộ ông hầm vàng hả? Dạ đúng rồi, đây à. Đó. Nghĩa thấy rất là đặc biệt đúng không Nghĩa? Mà nghĩ ra thì khi nãy ở ngoài cũng nghe mọi người chia sẻ là đây là những phần mộ có thể nói là độc nhất vô nhị luôn. Đúng rồi. Không có tìm thấy ở đâu khác hết. Nhưng mà quả thật thì khi đến đây thì hai anh em con mới thấy là nó quá là đặc biệt thiệt. Tại 200 mấy chục năm rồi mà còn về chế gặp cát đá giờ là nó gớt hết, không kiếm, không được, không nhìn được đâu. Nghĩ hồi ổng chết tới giờ 200 mấy rồi, 200 lẻ gần 200 năm á. Gần 200 năm á, mà cát đá hồi đó mà không bể hen. Ông nhận lâu chứ hồi nó sức hết. Rồi đều có mọi người Pháp vô đập đầu mấy ông mấy bà này tiêu uổng thấy ghê luôn. Tức là bốn bức tượng ở bốn góc mà bị mất cái đầu. Coi cũng như đời Pháp vô đập á, đập sức đầu hết trơn luôn. Nhưng mà tại sao đập thì cô Sáu biết không? Thì tại tôi nghe ông Sáu ông nói, tại tôi mới về. Ông nói hồi đó cũng như tại người ta cũng thù tôi quế ghét gì không biết mà vậy mà đập vậy mình không có ý kiến được. Nói là đời Pháp mà người vợ đời Pháp vô nó phá, nói vậy. Là cô tại, cũng nghe lại thôi chứ mà là cũng nghe là về hậu bối rồi cho nên là... Đúng rồi, cũng như nghe cái ông chủ nhà này nè, ông mới thật lại với tôi mới nghe chứ không biết. Chứ phải mà ông chết trước tôi về thì tôi cũng không biết gì hết. Về á đâu được 4 năm mà ông mới kể là hồi đó vậy á nghe. Mới biết thôi chứ hồi đâu có biết. Và quả thật thì tụi con nãy giờ đứng nhìn mà phải nói là rất là trầm trồ về cái mộ này. Nó rất là đặc biệt luôn. Đúng rồi. Đây là chạm trổ những cái con vật. Đúng. Có một cặp sư tử nè Nghĩa. Một cặp bên này con, bên đó con, với cái này. Cái này là con gì hả cô? Cái này không biết con gì, con nai hay là con gì không hiểu.
cái nói mấy ổng kể hai con đó thì sư tử, rồi mấy con này mà sao mà mấy ổng không đập cái này mà mấy ổng đập hình người ta. Nhưng mà nghe thấy là người ta sắp xếp rất là đối xứng, thấy không? Đúng rồi. Sắp xếp đối xứng hai bên. Đúng rồi. Như con này là mình nhìn ra được là con sư tử nè. Đúng rồi. Nó rất là rõ ràng, có bờm đâu nè. Và đặc biệt á là cái phần nanh của nó cũng nhìn cũng dữ ha, mặc dù là đã bị hư hỏng theo thời gian rồi. Đúng rồi. Mà điều đỡ có nước mấy ổng đập đầu mấy người đàn bà, chứ còn đằng cái này là mấy ổng có đập. Không đập. Ừ, chứ phải đập nó tiêu hết mình cũng không có nói được. Vì ông cháu ông nói hồi đó ổng ở, hồi đời ông già, ổng rồi tới ông già chết. Rồi mà ổng ở ổng giữ luôn, cũng như là con cháu ông Hầm Vàng á, xuống thấy không có phá, ổng đồ con cháu không có phá cái gì hết, rồi để cho ổng giữ luôn tới năm nay. Là gần 200 năm rồi đó. Dạ. Nhưng mà như cái con vật này thì nó cũng bị mất cái tay nè. Đúng rồi, tại mấy ổng đạp á. Dạ. Nhưng mà thực sự thì con thấy rất là uổng đúng không cô? Thì đúng rồi. Tại vì nó bị nứt á. Dạ. Với lại bị đập những cái phần bên kia đó. À, nó đập thành ra nó đậm bên này. Dạ. Mà điều cũng mấy ổng theo sắc đồ á, nó mới còn chứ không ấy là cái như gớt hết. Như cô nói thì phần mộ này là đã có tuổi đời là khoảng gần 200 năm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà vẫn còn bền chắc như thế này. Ừ, đúng rồi, chứ phải gặp đá cát như giờ là nó sứt hết. Dạ. Còn Nghĩa có thấy là cái con vật này cũng đặc biệt nữa. Thường thì mộ là chúng ta sẽ thấy những con sư tử nè, con hổ nè, con rồng. Chứ còn cái con này mình thấy... Mình nhìn cũng không biết là đang nói về con gì ha. Không nhìn ra được. Cái dáng này con thấy... Cô thấy nó giống cái loại mà con rồng Nam Mỹ, cô biết không? Cái con mà giống như kỳ đà, kỳ nhông mà loại lớn á. Chú ba, chú về, chú mới thực lại, chú kể cho mình nghe thôi chứ không biết. Dạ. Tại vì tôi mới về 4-5 năm nay à. Còn hồi ông Sáu, ông đợi, ông hồi đó là ông nuôi ông già, ông chết, mới chết rồi mới chết rồi, rồi chú ba chú xuống chú tìm. Rồi xuống ổng nói là kể như chắc ở đây với họ phá tiêu hết trơn. Ổng xuống hồi 9 giờ, ổng nói hồi đi hồi ở nhà 8 giờ ở thành phố, xuống đây 1 giờ mới tìm. Đi tuốt với An Định á, người ta mới hỏi là nói ở đâu tin gần chợ Thơm chứ ở đây không phải. Đó rồi chú với thím mới đi về tới đây là 1-2 giờ chiều mới nhìn. Vậy ông Sáu mới dẫn ra, ông nói ông trời ông mừng, không phải nói luôn cái vậy á. Vì 2 tháng mấy cái vợ chồng chợ đi xuống đây thăm tới năm nay luôn á. Chú... Ủa, tức là những người đó là ai? Cháu ngoại. Cháu của ông Hầm Vàng. Của ông Hầm Vàng hả? Mà ổng á là dòng 3, dòng 4 gì á. À. Đó, bị ông nói ông Hầm Vàng đấy tới 3-4 đời vợ gì đó. Dạ. Đó. Mà cô con vẫn thắc mắc là vì sao mà lại có cái tên là ông Hầm Vàng, cô có biết không? Không biết, tôi nghe ông Sáu ông nói vậy á, rồi hồi đó ổng ở đây rồi cứ nói ông Hầm Vàng, cái rồi tới ổng chết, rồi tới rồi vậy thôi chứ không hiểu, không biết. Dạ. Ừ. Rồi, hình như là còn tấm bia đây nè. Ở đó, mà hồi đó là mấy ổng mần á, có gắn tấm bia chứ không gắn là kể như không biết. Không, dạ. Không biết ông nào bà, ông nào ông hay gì hết. Dạ, ông này hiếu rồi. Cái này mới hởm á, tôi ấy rồi lễ hôm ấy rồi tôi mua ấy, tôi đem về tôi cũng cầm á. Tôi bị cái giò, tôi có ai đi tôi mới đi chứ còn một mình sợ đi dắp té rồi, ở ngoài này có mình thì không biết chừng nào. Dạ. Đi vô nhà, thành ra tôi ít có đi. Chiều á thì 4-5 giờ tôi ra tuốt ngang, rồi từ hôm tôi té tới giờ có ai tôi đi tôi mới đi chứ còn một mình không có đi. Dạ. Theo như con đọc ở trên tấm bia này đó cô thì có tên là ông Nguyễn Tắc Vàng. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó. Ông Nghĩa này có đọc được không? Mặc dù á là cái chữ nó bị mờ rồi đó Nghĩa, nhưng mà mình vẫn còn trời hởm ha mấy khác. Chú ba đồ xuống lao chùi chứ hồi đó tôi nói không phải nói thấy ghê thấy gớm. Với con cháu ông Sáu ở đây nó tới quét ngộ đồ nó kỳ nó chùi đồ á chứ hồi đó thấy ghê lắm. Dạ. Tại vì lâu quá rồi không ai, có mình ông Sáu ông già rồi ổng không có sửa sạn. Ổng tới 80 tuổi rồi mà. Thì vậy á, giờ cứ vậy. Phía trên có để chức vụ của ông luôn rồi nha. Ờ, đúng rồi. Đây là ông Nguyễn đó. Tắc Vàng, chức đốc phủ sứ. Sinh năm 1872, tức là năm Nhâm Thân.
chữ này nghe đọc được không? Tháng chạp. Tháng chạp ngày mùng 1. Quy vị hả ta? Quy vị năm 1946. Tức là ông mất vào năm 1946 hả cô? Thì tôi cũng nghe ông sao không kể chứ không biết. Tại tôi mới về nay 4-5 năm tôi không biết. Nhưng mà nếu như mà mất năm 1946 và phần mộ này được làm vào năm đó đó, thì đến nay chưa, là... chưa được 100 năm. Cũng gần 200 năm rồi đó. Ông sao không kể là gần 200 năm rồi đó. Gần 200 năm. Như vậy thì có những cái thông tin con thấy nó cũng không có khớp lắm. Đúng rồi. Theo dạ. Tính là ngày của ông mất á, thì năm 1946 thì tới nay chưa được 100 năm. Đúng rồi, chưa được 100 năm. Đây là có chữ quy vị nè. Ông thì được 70 mấy tuổi á, nếu như theo như những thông tin trên này nè. Con lập mộ bia. Này con gì đó, mình không đọc được. Ở dưới còn một số chữ nữa. Như vậy với thông tin này cùng với bà con nơi này chia sẻ thì đây là mộ của ông Hầm Vàng. Do là ông này tên Vàng, còn chữ Hầm thì không biết là vì sao lại có. Đúng rồi. Cái chữ đó thì mình cũng không biết. Đúng rồi. Còn chức đốc phủ sứ này á, thì theo như nhân được biết thì là một cái chức vụ vào thời Pháp thuộc. Thì lúc đó là cái chức này là cũng là nói chung đứng đầu của một cái trung tâm, một cái khu vực. Đúng rồi. Dạ. Tôi cũng nghe ông sao kể lâu quá là tôi cũng không nhớ. Dạ. Chức đốc phủ sứ. Và rất là có quyền lực. Với lại là gia tài thì cũng phải khủng lắm, cho nên phần mộ này nếu như tính về những năm đó, cách đây cho là khoảng 100 năm đi, thì với khối lượng như vậy xây được phải đồ sộ lắm mới, đúng có, rồi. Mới có thể xây được. Đó, rồi ổng đây thì bả đầu nằm đó, dài dài đó. Dạ. Chắc trước khi tiếp tục thì tụi con xin phép thắp ở đây một nén nhang. Dạ đúng rồi. Nhân đại diện cho Nghĩa luôn ha, nhân sẽ thắp ở đây một nén nhang. Công nhận ông Hầm Vàng này ổng linh nha. Không phải nói. Tôi hồi đó tôi không nói nha, tôi không biết ha. Cái tôi nói ông Sáu ổng cứ ông bình hoài. Tôi cũng như vậy là cái nói không ai tin. Cái tôi trưa tôi ra tôi về tôi giái ông bà ông Hầm Vàng phù hộ cho ông Sáu á, từ đây tới một tuần hết bệnh thiệt hen, thì tôi cúng con heo thiệt 5 ngày, cái ổng vậy ổng đi lần ra đây ổng đi rồi cái thiệt rồi cái tôi mặn con heo qua cúng tới năm nay luôn. Theo như quan sát của Nhân với bạn Nghĩa thì không chỉ có một cái ngôi mộ ở nơi này, mà đây là toàn bộ nơi này là một khu mộ. Bởi vì bên này còn những ngôi mộ có kiến trúc cũng đặc biệt không kém nữa nè Nghĩa. Đúng rồi. Tỉ mỉ từng cái họa tiết luôn. Thì sẵn đây mấy anh em mình cũng xin phép được chia sẻ cái cảnh này và thắp những nén nhang ở đây cho các vị này. Đây đều là những tiền bối từ rất là lâu đời rồi. Hiện tại thì cô Sáu cũng đang quét dọn ở trong một cái nơi mà nằm ở ngay cạnh khu mộ. Đúng thì rồi. Nơi này là nơi thờ Cửu Huyền Thất Tổ của dòng họ Nguyễn Tắc. Đúng rồi. Nguyễn Tắc tức là dòng họ của ông Nguyễn Tắc Vàng á. Ừ. Dạ. Vậy là cô từ ngày mà cô về đây ở là cô phụ trách là dọn dẹp ở đây luôn hả cô? Đúng rồi. Cứ hồi đó tôi không có bị té thì mỗi ngày. Có một số bài vị. Bài vị của cái vị mà cao nhất đang nằm ở trên một cái ngai vàng luôn. Thì Nhân thấy là Nguyễn Tắc Xuân, tức là vị này là lớn nhất ở trong dòng tộc nè. Sau đó thì có một cái cách bài trí dài xuống phía dưới của các vị nhỏ hơn. Hình như là ông Nguyễn Tắc Vàng, đốc phủ sứ là ở đó đó. À, có ngày sinh và ngày mất đó. Trùng khớp với lại ngoài phần mộ đó. Như vậy thì bài vị đó là của ông đó. Đúng rồi. Dạ. Tôi thì cũng như chú ba xuống chú đọc thì nghe chứ. Bài trí rất là trang nghiêm.
Rồi chú ba chú xuống chú nói thôi giờ chị ở đây thì chị khỏe thì ra đốt nhang giùm cho mấy ổng giùm đó vậy á. Đây chú bà có mua thuốc, mấy chú có hút thuốc đốt ghim lên đây giùm tôi luôn. Đây là những phần mộ cũng trong dòng tộc. Đây là ông Nguyễn Tắc Yên, cũng là chức đốc phủ sứ luôn. Vị này thì mất trước ông đốc phủ sứ Nguyễn Tắc Vàng, bởi vì mất vào năm 1912. Vậy thì đây đều là những vị trong cùng một dòng tộc và làm những cái chức quan rất là to vào thời đó. Ở đây có đến 3 phần mộ lận. Kiến trúc ở đây cũng rất là đặc biệt luôn đúng không cô Sáu? Đúng rồi. Ở đây thì vị này, bà này thì làm đến chánh thất của quan Vệ Huy hả? Như vậy là vợ của một vị quan đúng không? À, còn đây chính là ông Nguyễn Tắc Xuân nè. Tức là chồng của bà bên kia ha. Và có thể nói thì kiến trúc của những phần mộ này hai anh em mình quan sát á, thấy là cũng đặc biệt không kém. Mặc dù là không có được bề thế như là phần mộ bên kia, nhưng mà mình nhìn mình cũng thấy là một cái sự trang trọng rất là lớn vào thời đó. Thì cái con này là chắc là con Kỳ Lân á. Nhưng mà cái nét kiến trúc này chắc là Nghĩa sẽ thấy là nó khác hoàn toàn so với những cái con Kỳ Lân bây giờ. Nó có một cái độ thuông dài hơn là những con Kỳ Lân. Chắc vì thời này cũng là thời xưa rồi. Thì đợi Pháp mà, đợi Pháp tới giờ mà. Dạ. Có con Kỳ Lân con nữa nè. Ở đây thì có tổng cộng là 4 con Kỳ Lân. Còn cái phần trên kia là bị hư hỏng hay là một cái ổ mối đùng lên vậy hả cô Sáu? Đúng rồi. Cái kia là nó bị hư hỏng rồi đúng không? Đúng rồi, nó bị bể rớt á. Điêu khắc ngày xưa nhưng mà lại rất tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nếu như mà chúng ta nhìn ở phía bên trong thì sẽ thấy là có những cái bất bình phong á, sẽ khắc là xuân hạ thu đông, những cái mùa trong năm nè. Đặc biệt là có những cái cành cây mà có những cái con chim á, được chạm trổ rất là công phu. Bên này thì có con voi nữa nè. Thì những cái ý nghĩa chạm trổ này thì chắc là chỉ có những người thời đó mới biết thôi. Mình sau này đúng rồi, giờ làm mình cũng không rõ. Còn như phần mộ của bà thì lại là con rồng đúng không nghĩa? Có lẽ hình như là con rồng. Đúng rồi, con rồng. Mà mình thấy lạ, thường thì phần mộ bà thì là nữ thì có thể là con phụng chẳng hạn, nhưng mà đây thì lại là con rồng luôn. Đúng rồi. Tôi cũng nghe mấy người ấy kể lại chứ phải ông Sáu không còn kìa, tại vì ông nói lâu quá tôi không nhớ. Dạ. Chỉ tiếc một điều đó là nếu như nơi này được bảo tồn lại á cô Sáu, thì giữ nguyên lại cái giá trị ngày xưa nguyên bản luôn thì nó rất là đẹp ha. Đúng rồi. Còn đây bị cái này mãi không phải tròn hình đồ này kia sơn phết lại là đẹp lắm á. Dạ. Bởi vậy ai cũng rất tiếc là hồi đời Pháp mà mấy ổng là làm mà rốt cuộc mà mấy ổng phá đập tiêu hết rồi. Mà đập thôi vậy cũng được đi chứ phải đập trụi lũi hết mình còn không hiểu luôn. Mà còn với phần mộ này á, thì lại có hình là những cái con hổ, có lẽ là con hổ. Cũng là 4 con luôn. Và bốn bên thì có một cái nét kiến trúc giống với những phần mộ hiện đại nhất, đó chính là trụ sen. Đúng rồi, những cái trụ hoa sen này nè. Là giống với kiến trúc hiện đại nhất. Nghĩ hồi đó đá miếng đâu coi còn y nguyên chứ phải như giờ thôi, gớt hết. Dạ. Con thấy sử dụng còn đá tảng không? Đúng rồi. Tảng không. Chứ giờ mà gạch như mình như giờ là thôi nó sức hết luôn. Này gạch là miếng nào miếng nấy giờ. Chất liệu này cứng cáp theo thời gian ha. Đặc biệt ở trong cái lõi này hình như là có đá nữa nè. Đúng rồi. Có một phiến đá nằm ở trong á. Đúng rồi. Bởi vì mấy còn mấy năm, mấy chục năm mà còn nó còn về chứ phải đá giờ nó xi măng đồ non á là nó gớt hết. À. Một cái đá khối nằm trong này, nó giống như tấm bia nè. Tấm bia này cũng có một cái đá khối. Tức là đá tảng nè. Đá. Sau đó là ốp ở ngoài thêm. Cái này test xi măng ở ngoài thêm cho nó láng phải không? Cho nên là cái phần xi măng này có thể rơi rụng nhưng mà cái phần đá này là trường tồn nè.
Đặc biệt là do là bị hư hại nhiều cho nên là những cái phần xà bần mà bị bỏ đi nó nằm ở ngoài sao rất là nhiều. Đúng rồi. Và mình nhìn là mình sẽ thấy được cái chất liệu nè, nhiều lắm. Có cả đá tổ ong nữa kìa, thấy không? Đá tổ ong rất là quen thuộc đối với những phần mộ cổ. Tại vì anh em tụi con vào thì thấy là ngoài những phần mộ ra còn có những cái vết tích khác nó rải rác ở trong khu vực này. Cái này cũng là một cái thuộc khu mộ đúng không cô Sáu? Đúng rồi. Đó. Cô ổng hồi đó vậy á. Còn cái này chú Ba là dán gạch thêm. Dán gạch ăn một cúng quải đồ á. Theo như nghĩa đoán thì cái này là cái gì? Giống như cái bàn hoặc là cái giường của thời xưa á. Nhân nghĩ là có ghế này thì tức là cái này là cái bàn. Đó, nơi có ghế ngồi đồ á. Nè, ghế mà bị hư hỏng nè, như cái này vẫn còn nè. Ghế bằng đá luôn nha. Nó là mình sẽ ngồi như thế này và có thể là uống trà của các quan chức ngày xưa uống trà ở đây như thế này nè. Hay là ăn uống gì đó. Nhưng mà rất là tiếc là nó không có còn được nguyên vẹn nữa. Còn cái dán gạch đó thì mới dán đây. Đặng cô Thủy cô kêu thợ á, kêu thợ dán vậy đặng cho nó láng đặng mình cúng này kia á. Chứ mọi lần á không có cái ghế đó nó trần trượng cái cúng như này không. Bây giờ chắc anh em tụi con đi thêm vào bên trong kia nha. Dạ tụi đó. Con tham quan thêm. Dạ. Dạ dạ. Nghĩa có thấy là ở phía trong kia còn có một số vết tích nữa không? Giống như một cái trụ của cánh cổng vậy nha. Anh em mình đi qua đó ha. Có một cái con gì kìa Nhân. Con tê giác. Không biết hồi nãy Nghĩa có để ý không? Ở phía bên kia Nhân thấy có một con bò nữa. Con tê giác này bị cũng bị mất một phần đầu rồi. Mà Nghĩa thấy người ta điêu khắc mà giống đến từng chi tiết đúng luôn rồi. Ví dụ như bộ giáp của nó nè. Và đặc biệt là những cái vân ở trên người của nó. Vân lớn, vân nhỏ rất là rõ ràng nha. Và theo như những cái phần hư hỏng này thì mình thấy được cái cách người ta làm nè. Có cái lõi sắt nè Nghĩa. Rất là chi tiết luôn, tỉ mỉ. Anh em mình hôm nay phải nói rất là có duyên. Được bà con, tình cờ nghe bà con chia sẻ đó. Mà mình biết được nơi này. Đến đây thì được chiêm ngưỡng là một cái công trình kiến trúc xưa. Nhưng mà cũng tiếc vì nó không còn nguyên vẹn nữa. Nơi đây chắc là một phần của cái hàng rào Nhân ha. Theo như cô Sáu khi nãy nói á Nghĩa, thì phần này là phần cửa hậu, tức là phần cửa sau. Có một cái cổng sau dẫn vào khu mộ, còn cổng chính là nằm ở phía đằng kia kìa. Đây là một cái chiếc bình được điêu khắc ở trên cánh cổng, nhưng mà cũng bị bể rồi ha. Kìa, ở phía bên kia kìa, có một con bò kìa. Mình qua đó luôn ha. Anh em mình đi đường này được không hay phải quay ra? Đi luôn đi. Ở đây có con gì nữa này Nhân. Đi được không? Được. Phải nói video hôm nay rất là đặc biệt. Ở đây hình như là con sư tử thì phải. Phải không? Mọc lên hết rồi. Cái này không được bảo tồn thì thật sự tiếc quá ha. Đây là con sư tử đực. Con này cũng bị đập cái phần mỏ rồi Nghĩa. Sao ngộ ha. Nãy giờ mấy con của mình thấy toàn là bị hư cái phần đầu không à. Nãy theo lời cô Sáu nói thì có gì? Có một cái sự hủy hoại. Và đặc biệt là đập những cái phần đầu không à. Một chút nữa anh em mình sẽ cận cảnh lại vào trong bốn cái bức tượng mà bị mất đầu ở phía bên kia. Bốn bức tượng cô gái á. Nói phần này cũng bị đập mất cái mỏ nữa nè. Phần bờm cũng bị ảnh hưởng luôn. Để lâu quá không ai dọn dẹp hết, cỏ lên hết rồi. Không hiểu thì ý của những người xây ngày xưa đó là theo cái không biết có bố cục gì không ha. Không. Mình không có, ví dụ như là tứ linh thì là long long quy phụng. Nhưng mà nãy giờ mình thấy những cái con vật rất là lạ. Đây, ở đây có một con nữa nè.
Đây thì lại có con bò. Đúng không? Nghĩa nhìn ra con trâu mà không có sừng. À. Hay là cặp sừng bị phá hủy rồi. Chắc là vậy á. Người ta làm tinh tế đến nỗi là có cái gù nè. Và trên này là có cái bộ lông ở trên cái gù á nghĩa. Nó đang phủ xuống nè. Con bò này Nhân thấy giống dáng dấp của những con bò Tây Tạng. Ở đây có cái ghế gì nha. À. Đúng rồi, một cái ghế ngồi ha. Mà tàu dừa đồ nó rụng nè. Cô Sáu thì nói chung là vì sức khỏe nên cũng không có dọn dẹp được nơi này. Đúng là một cái ghế. Chắc chắn hả Nghĩa? Ừ, qua nhiều năm tháng mà nhìn còn cứng cáp ghê luôn á. Ừ. Bây giờ thì anh em đang quay trở lại cái ngôi mộ của ông Nguyễn Tắc Vàng, tức là ông Hầm Vàng. Thì quan sát kỹ lại thì sẽ thấy là có những cái bức tượng không đầu. Nghĩa nhìn Nghĩa có thấy nó hơi rợn người không? Đúng rồi. Tại vì cả bốn bức tượng nằm ở xung quanh của ngôi mộ thì đều không có đầu hết. Và đây là điêu khắc cô gái đúng không? Người phụ nữ. Đúng rồi. Thì có thể là điêu khắc theo kiểu là người hầu hả Nghĩa? Những cái cô hầu ngày xưa sẽ hầu cho những vị quan á. Đặc biệt là hai cô hầu ngoài sau này lộ rõ ra cái bộ ngực luôn nè Nghĩa. Mất đầu hết rồi. Cô gái này lộ ra cái bộ ngực và cũng bị mất cái đầu luôn. Ở bên đây là có, chắc đây là chắc vị à. Chắc vị cao á ha. Chắc vị được ngồi trên ghế nè. Có vẻ quyền quý hơn á. Vậy là không chỉ có những cô gái không đầu mà ngay cả các vị này cũng bị đập mất ba cái đầu luôn. Đúng rồi. Theo như Nhân đoán nha, Nhân quan sát nha, thì đây là một vị quan ngồi ở giữa cái bàn và đang bàn việc với lại hai cái vị cấp dưới. Đây có điêu khắc một cuốn sách luôn là Nhân thấy một không? Cuốn sách đúng rồi. Đúng rồi. Điêu khắc một cuốn sách mà Nghĩa nhìn rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Như mình tưởng tượng lại ngày xưa mà còn cái màu sơn á là nó đẹp lắm. Nhìn rất là rõ luôn á. Nè Nhân có thể thấy nè, ví dụ như vị này đang ngồi có cảm giác như đang vuốt cái râu á. Vuốt bộ râu đúng không? Ừ. Mà phải nói cái sự phá hoại này nó rất là kinh khủng luôn. Đập hết tất cả các đầu của các bức tượng. Đúng rồi. Và đặc biệt là đầu của những con vật ở đây cũng bị phá luôn. Chắc phải có một cái lý do gì đó. À, nếu như theo cấu trúc đối xứng á, thì phía này sẽ có một cô gái ngực trần giống như cô gái bên kia. Nhưng mà hoàn toàn là bị mất luôn rồi. À. Ha. Nếu theo tính chất đối xứng thì ở đây sẽ có một cô gái đúng không? Ừ. Và một cái điều cực kỳ đặc biệt nữa nè. Phải nói là nơi này rất nhiều điều đặc biệt. Đó chính là phần mộ của ông Hầm Vàng. Thì Nghĩa thấy là kiến trúc nó rất là lạ. Đúng rồi. Mình cũng không tưởng tượng ra được hình dạng gì ha. Nếu như mà mường tượng ban đầu của Nhân là hình một con cá, Nghĩa thấy giống không? Đúng rồi, Nghĩa cũng tưởng tượng. Cái đầu đây nè. Ở đây cái đuôi nè. Cái đuôi nè. Nhìn giống giống như một con cá mập, cá heo vậy ha Nhân ha. Ừ. Ở trên này người ta cũng điêu khắc hoa nè. Phải nói là khu mộ này thi công rất là công phu nha. Công phu. Nhưng mà mình ở đây mình cũng có một cái cảm giác rất là lạ. Mình như là lạc về hồi xưa vậy đó. Ừ. Hình như là không chỉ có nơi này mà ngay phía sau này vẫn còn thêm một số công trình nữa nè. Như vậy thì cái khu mộ này là ngày xưa là rất là rộng. Mà bây giờ thì những cái vết tích nó bị sụp đổ á, cho nên là mình không nhìn rõ được nữa. Đây nè, nghe thấy không? Đây là một cái núi. Cái núi bằng đá ha. À, Nhân nghĩ nó là một cái hòn non bộ á. Hòn non bộ khổng lồ trang trí ngày xưa. Bên này nữa là nghĩa.
Nhưng mà theo như cô Sáu thì từ hàng rào này không phải là đất của cô mà đất của người khác, cho nên mình không có qua được. Nhưng mà mình sẽ thấy là một bộ bàn ghế nữa kìa. Một bộ bàn ghế, đúng rồi. Còn bộ này thì hư hỏng rồi. Phía xa kia cũng còn nữa kìa. Và với cá nhân của Nhân thì Nhân nghĩ đây là một video rất đáng xem đối với tất cả chúng ta. Cũng là lần đầu tiên Nhân được nhìn cận cảnh một cái công trình xưa mà nó cực kỳ độc lạ như thế này. Những cái kiến trúc này Nhân chưa thấy ở đâu khác hết. Nhân cũng hy vọng những chuyến đi như thế này cũng sẽ cho quý cô chú anh chị biết được những điều hay, những điều liên quan đến lịch sử, văn hóa cũng như là những cái câu chuyện ngày xưa của đất nước mình. Thì Nhân cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn đồng hành cùng với Nhân. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong những video tiếp theo nha. Nhân chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe ạ.